24.000 người bỏ quốc tịch Việt Nam trong 5 năm qua. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi tới Quốc hội bản báo cáo về nhiệm kỳ 4 năm qua cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 12 năm 2020, có 24.370 trường hợp xin thôi quốc tịch Việt Nam để nhập tịch nước ngoài, chủ yếu là Đài Loan và Đức. Trong khi đó, có hơn 1.500 trường hợp xin nhập hoặc trở lại quốc tịch Việt Nam, phần lớn là từ Lào. Mạng báo Thanh Niên dẫn phụ lục thống kê về công tác quốc tịch kèm báo cáo gửi tới Quốc hội cho thấy, có tới 10.245 người bỏ quốc tịch Việt Nam để nhập tịch Đài Loan, chiếm 42%, có 9.292 người nhập tịch Đức sau khi xin thôi quốc tịch Việt Nam. Hàn Quốc đứng vị trí thứ 3 với 1.418 trường hợp. Ngoài ra, trong tổng số gần 1.600 người từ 19 quốc gia, vùng lãnh thổ xin nhập hoặc trở lại quốc tịch Việt Nam thì đông nhất là từ Lào với 1.443 trường hợp, chiếm 90%. Ngoài ra, các trường hợp từ Đài Loan có 63 trường hợp, những người không còn quốc tịch là 60 trường hợp, Ấn Độ là 8 trường hợp và Đức là 6 trường hợp. Tờ báo này không dẫn chứng trường hợp nào bỏ quốc tịch Mỹ để trở về quốc tịch Việt Nam.